WHO hôm 14 tháng 8 tuyên bố đợt dịch đậu mùa khỉ ở các nước châu Phi hiện nay là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, khi một chủng chết chóc hơn của virus gây đậu mùa khỉ lây lan ở 4 nước trước đó chưa từng bị nhiễm bệnh ở châu Phi. Trước đây, chủng này chỉ nằm trong phạm vi của Cộng hòa Nhân dân Congo. Tuy nhiên, hiện tại số ca mắc bệnh đã tăng lên hơn 14.000 kể từ đầu năm đến nay, vượt qua con số của cả năm 2023. Trước đó, ngày 13 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế cho sức khỏe cộng đồng khi số ca mắc bệnh tăng vọt đến mức báo động. Trong 3 năm, từ năm 2021 đến năm 2023, thế giới đã ghi nhận 92.000 ca nhiễm và 167 trường hợp tử vong vì căn bệnh này, chủ yếu liên quan đến người nam quan hệ tình dục đồng giới và người có nhiều bạn tình. Việt Nam phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên vào tháng 10 năm 2022. Bộ Y tế ghi nhận hơn 68 ca đậu mùa khỉ, 6 người tử vong, phần lớn bệnh nhân tiền sử nhiễm HIV. Từ đó đến nay, các địa phương vẫn rải rác ghi nhận người mắc bệnh đậu mùa khỉ. Liệu rằng bệnh đậu mùa khỉ có trở thành đại dịch toàn cầu như COVID-19 hay không? Hãy cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Thông thường thì cái bệnh đậu mùa khỉ, người ta nghiên cứu, người ta thấy con virus mà nó có nhiều nhất là trong cái mụn nước. Mụn nước và cái đậm độ của nó mới có thể lây. Còn trong họng con người mắc bệnh đậu mùa khỉ thì nó cũng có virus, nhưng mà cái đậm độ và cái giọt bắn lớn, nó chứa trong giọt bắn lớn, thành ra nó không lây. Nó không lây trực tiếp từ người qua người khi mà hít không khí của người kia thở ra hay là ho ra. Và cái nồng độ virus ở trong cái sang thương da nó nhiều như vậy đó. Khi mà cọ sát sát với da hay là qua đường tình dục thì nó mới lây. Nó chính cái tính chất lây như vậy nó đưa ra cái đối tượng nhiều nhất á, là cái đối tượng người lớn. Người lớn khi mà lây là người qua người, là người lớn là nhiều. Thứ hai là đối tượng mà quan hệ tình đồng tính nam. Do cái tính thì nó mới lây. Còn nó có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng mà đa số tiên và cái nhóm mà làm đứng lên, chứ còn những cái nhóm khác rất là hiếm. Thưa bác sĩ Khanh, trong bối cảnh mà nước ta đã ghi nhận những ca mắc bệnh đậu mùa khỉ như vậy rồi, thì đâu là những cái dấu hiệu cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ mà chúng ta cần phải lưu ý? Cái dấu hiệu của những bệnh nhân tại Việt Nam vừa được ghi nhận, nó có khác biệt gì so với các dấu hiệu trên bệnh nhân ở các quốc gia khác và trên y văn hay không, thưa bác sĩ Khanh? Nó hoàn toàn giống như lại trong sách nói, nghĩa là sốt rồi nổi hạch, sau đó nổi bóng da. Cho nên nếu mình muốn cảnh giác á, là mình phải nghe ngóng cái người mà bị đậu mùa khỉ đó, người ta có quen với mình không? Và trên mình sinh hoạt á, mình có cái hành vi nào mà nó nguy cơ nó lây hay không, rồi mình theo dõi sức khỏe của mình. Nếu mình thấy xuất hiện là sốt, nổi hạch và những cái mụn nước có khuynh hướng hóa thành mụn nhanh á, thì mình nên đi đến bệnh viện để bác sĩ khám đánh giá trở lại, xét nghiệm trở lại, cần phải cách ly. Thưa bác sĩ Khanh, cái bóng nước của đậu mùa khỉ thì cũng rất là dễ nhầm lẫn với cái bóng nước của bệnh thủy đậu, và chỉ làm sao để bệnh nhân của chúng ta phân biệt được hai tình trạng này, thưa bác sĩ? Thật ra thì nó không có giống đâu, nó không giống như bóng nước của thủy đậu. Bóng nước của đậu mùa khỉ á, là nó thường thường nó tập trung ở cái vùng mà mình cọ sát là nhiều nhất. Dù mình miệng mình cọ vô cái da đó thì mình nổi miệng, rồi vùng cơ quan sinh dục tình hoãn mới có. Còn đặc tính của thủy đậu là nó nổi toàn thân, nổi toàn thân. Thứ ba, cái quan trọng nhất là cái mụn nước của thủy đậu rất là khó mà nó hóa thành cái mủ bên trong. Trong khi đậu mùa khỉ nó khuynh hướng nhìn bên trong mà thấy có giống như cái mủ vậy đó. Thì mấy cái đó khác nhau xa lắm. Thành ra, và đặc biệt là ví dụ như mình thấy mình mà có một hành vi nguy cơ mình nổi hạch như vậy, có sốt có nổi hạch, chứ còn trong thủy đậu nó không có hạch đó. Thì những cái đó mình có thể đánh giá được mình là bị thủy đậu hay là bị đậu mùa khỉ. Cộng như thủy đậu thì nó có tính lây lan rất là dữ, thì xung quanh cũng có người bị, trong nhà cũng có người bị, ở trường học lớp cũng có người bị, thì nó là thủy đậu. Khi mà có những cái dấu hiệu nghi ngờ bản thân mình mắc bệnh đậu mùa khỉ thì người bệnh cần phải làm gì, thưa bác sĩ Khanh? Khi mình nghi ngờ mà mình điểm lại cái hành vi nguy cơ của mình á mà có đó, thì mình đi khám bệnh. Khám bệnh thì người ta làm xét nghiệm, ta lấy cái mụn nước ra đi xét nghiệm, nếu mà đúng á thì người ta sẽ cách ly cho 1-21 ngày để tránh lây lan. Còn nếu mình chưa có dịp đi khám bệnh á, mình còn chưa có tới được cơ quan khám bệnh, thì mình phải biết là mình có thể là đậu mùa khỉ, mình có thể lây cho người khác đó. Thì mình phải không có quan hệ tình dục với những người khác thì nó sẽ giảm nguy cơ lây lan thêm. Thưa bác sĩ Khanh, hiện nay đã có những phương pháp nào để điều trị bệnh đậu mùa khỉ, và Việt Nam chúng ta đã có đầy đủ những giải pháp để điều trị căn bệnh này chưa, thưa bác sĩ Khanh?
Cho tới hiện nay cái người bị đậu mùa khỉ lây từ người sang người đâu cần điều trị gì đâu, không cần phải dùng kháng virus, và cũng khi nó có bội nhiễm thì cũng thông thường thôi, nó cũng giống như cái mụn nước bội nhiễm thôi, người ta sẽ được kháng sinh thôi. Thành ra cái vấn đề mà điều trị đậu mùa khỉ người ta không có đặt ra vấn đề gì quan trọng hết, thường thường nó tự hết thôi. Dạ, nếu như mà tự hết như vậy thì khi mà chúng ta mắc bệnh đậu mùa khỉ trong khoảng thời gian bao lâu thì căn bệnh nó sẽ tự thoái lui thưa bác sĩ Khanh? Thông thường nó khoảng chừng 1-2 tuần nó thoái luôn, nhưng mà cái Dạ. khả năng còn 3 tuần là thành ra là mình phải cách ly cho đủ 3 tuần, khi mình làm xét nghiệm âm tính hoặc là xét nghiệm âm tính thì mình được được ra cộng đồng. Dạ, còn về cái nguy cơ biến chứng khi mà mắc bệnh đậu mùa khỉ thì như thế nào thưa bác sĩ? Thông thường nếu mà người bình thường á, mà đừng có làm gì á, thì nó không có biến chứng. Một số Dạ. trường hợp nó có thể làm cho cái vết nó nằm ở cái vùng cơ quan sinh dục, nó làm cho đau thôi, thì Dạ. được cho làm những thuốc giảm đau. Còn những người suy giảm miễn dịch thì cũng có thể nó sẽ nhiễm trùng lên cái vết đó, cái bọng nước đó, thậm chí nó có thể gây nhiễm trùng trong nội tạng, nhưng cái tình huống này rất là hiếm, chỉ những người miễn dịch kém lắm thôi, chứ còn nó ít biến chứng. Dạ. À, thưa bác sĩ Khanh, lỡ chẳng may thì người dân của mình mắc bệnh đậu mùa khỉ thì họ cần phải làm gì và nên tránh những vấn đề gì thưa bác sĩ? Nếu thứ nhất là mình nghi ngờ mình bị đậu mùa khỉ, nó không phải tự nhiên nó bị được, mình phải có một cái mối hành vi nguy cơ quan hệ như thế nào đó, mình mới điểm lại cái cơ thể mình, rồi mình thấy Dạ. sốt sốt rồi nổi hạch rồi nổi mụn nước mình mới đi khám. Và mình chỉ có đi khám thôi, tới cái bệnh viện khám và bệnh viện họ sẽ làm xét nghiệm cho mình hoặc cách ly nếu mà đúng là đậu mùa khỉ. Ngoài ra mình không cần làm gì hết, mình cũng nghỉ ngơi rồi uống nước nhiều thôi, chứ chưa có cần điều trị cái gì đặc biệt, và mình ý thức là mình không có quan hệ thêm để tránh lây lan. Dạ. À, thưa bác sĩ, người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ thì có cần cách ly và theo dõi sức khỏe như thế nào? Có cần phải làm xét nghiệm để xác định như là COVID-19 trước đây hay không thưa bác sĩ Khanh? Người ta nghiên cứu, người ta thấy cái người ở chung nhà không có lây, chỉ có cái quan hệ tình dục gì nó lây thôi. Thành ra mình là người ở chung nhà thì mình hết sức bình tĩnh, không cần làm gì cả, cũng không cần phải cách ly cái người đó, chỉ dặn dò người đó hạn chế đi ra ngoài nhiều hơn, rồi theo dõi triệu chứng thôi. Cho tới hiện nay thì chỉ có người nào quan hệ mà cọ xát á, cái mụn nước đó, thì mới có thể lây, còn người sống chung không có lây. Dạ, à, khi mà được báo đài đăng rất nhiều tin tức về đậu mùa khỉ thì bạn đọc qua lô bác sĩ rất là lo lắng và gửi rất là nhiều câu hỏi về cho chương trình, mong muốn được bác sĩ Khanh giải đáp. Và trong chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ Khanh cũng đã giải đáp rất là nhiều những thắc mắc liên quan đến đậu mùa khỉ thì một phần nào đó cũng giúp quý vị yên tâm hơn. Phần cuối chương trình, Thanh Ráp xin phép bác sĩ Khanh có thể gửi đến một vài lời khuyên cho bà con của mình trong việc chúng ta có thể phòng ngừa căn bệnh này lây lan trong cộng đồng như thế nào thưa bác sĩ Khanh? Theo tôi thì mình cũng không cần thiết phải chăm chút cái bệnh đậu mùa khỉ để làm cái gì. Dạ. Mình biết nó là của một đối tượng rất là đặc biệt, thì mình chăm chút cho cái đối tượng đó để mình tuyên truyền cho họ đó, trong cái lúc mà quan hệ tình dục đồng giới nam á, thì quan sát xem Dạ. là nó tốt hay không. Còn bản thân những người đã nổi mụn nước á, thì mình phải hạn chế tiếp xúc với người khác tới khi quan hệ tình dục cho vòng 21 ngày thì sẽ ổn thôi. Còn đối với người dân thông thường thì mình mà đã là sinh hoạt bình thường thì mình không cần thiết phải chú tâm tới cái bệnh này gì, mình đọc cho biết vậy thôi. Dạ. À, xin thay mặt cho tất cả quý vị khán giả, trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Khanh trong số phát sóng ngày hôm nay ạ. À, và thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau.